Vitamin A tăng cường miễn dịch cho trẻ, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, vitamin A là loại tan trong dầu, có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Vitamin A tham gia chức năng thị giác, sự có mặt của vitamin A là một phần không thể thiếu đối với việc đảm bảo thị giác của con người. Duy trì cấu trúc bình thường của da và niêm mạc biệt hóa tế bào nó được coi như một hóc môn hóc môn lai like. đáp ứng miễn dịch do hoạt động đặc hiệu lên các tế bào của cơ thể vitamin a tham gia tích cực vào sức chống chịu bệnh tật của con người thiếu vitamin a gây bệnh khô mắt khô rác mạc nhuyễn rác mạc dẫn đến hậu quả sẹo rác mạc và mù vĩnh viễn thoái hóa sừng hóa các tế bào biểu mô giảm chức năng bảo vệ cơ thể giảm khả năng miễn dịch tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở trẻ em làm cho trẻ chậm tăng cân tăng chiều cao Thiếu vitamin A sớm ảnh hưởng tới phát triển trí tuệ của trẻ khi đến tuổi đi học. Thức ăn có nguồn gốc động vật có nhiều vitamin A hay retinol tốt nhất. Vì gan là nơi dự trữ vitamin A, nên gan có thành phần retinol cao nhất. Chất béo từ thịt và trứng cũng chứa một lượng vitamin A đáng kể. Nguồn tiền vitamin A, carotenoid thường là từ một số sản phẩm động vật như sữa, kem, bơ và trứng. Các thức ăn nguồn gốc thực vật có nhiều tiền vitamin A như các loại củ quả có màu vàng đỏ, các loại rau màu xanh sẫm và các loại dầu ăn. Theo các nghiên cứu gần đây, khi vào cơ thể tiền vitamin A sẽ được chuyển thành vitamin A theo tỷ lệ 12 chia 1 đối với hoa quả chín và 22, 24 một đối với rau xanh. Cho trẻ đi uống vitamin A theo chỉ định từ năm 1988, Viện Dinh dưỡng đã triển khai chương trình phòng chống thiếu vitamin A và bệnh khô mắt. Từ năm 1993, chương trình đã được triển khai trên toàn quốc. Năm 1995, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Phòng chống thiếu vitamin A quốc tế công nhận đã loại trừ bệnh khô mắt do thiếu vitamin A thể lâm sàng nhưng cho đến nay. Thiếu vitamin A cận lâm sàng vẫn là vấn đề sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam tỷ lệ 13% ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hoạt động phòng chống thiếu vitamin A được triển khai với các cách tiếp cận khác nhau, tiếp cận dựa vào thực phẩm giàu vitamin A, beta-carotene. Bổ sung vitamin A vào thực phẩm và bổ sung vitamin A liều cao cho các đối tượng nguy cơ cao, giáo dục truyền thông về đẩy mạnh nuôi con bằng sữa mẹ ăn bổ sung hợp lý cho trẻ kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu khác như tiêm chủng mở rộng phòng sởi chống tiêu chảy